Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cạnh nhau cài dầu, mong tới sanh rằng hai người sống giữa cô đơn. Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi, giá đừng có giàu mong tới, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Xưa trăng sinh mộng thấy mình quá bướm này, mối tình cầm chưa nói được. Tôi cũng mơ quá thành bướm trăng để sang thăm người trong mộng tưởng. Nghe mình nằm trên tóc ôm gối mộng cô đơn mà cùng ai thì thầm tâm sự của riêng mình. Tôi biết nói sao đây hai chữ duyên tình, nó ẩn náu trong ta không cách nào giải được. Phải chăng tôi đã yêu nàng mà lòng lại nói là không? Bởi mối tình đầu gặp gian dở trái ngang, lòng như tro tàn than lạnh. Cay đắng nếm nhiều nên sợ trái xanh, vì ngọt cuộc đời gặp tôi sao lẩn tránh. Mình tự nhủ mình là như vậy, nhưng nay lòng có gì như thể nhớ mong, nhớ con bướm đang nhớ mong lung tơ vàng. Cô đơn buồn lại thêm buồn, ngoài kia mưa dầm cứ rơi rã rích, mà tơ hồng sao biến chẳng cất vào trong. Đã mấy hôm rồi không thấy nàng đâu, bao nỗi ngại lo cho thêm dai dứt. Đêm trăng đêm diễn giông suy tưởng, rồi dặn cho mình hờn con bướm trắng chẳng sang chơi. Hôm nay mưa đổ sụt sùi, tơ không hồng nửa bướm lười thôi sang. Bên hiên đã vắng bóng nàng, rưng rưng tôi gục xuống bàn, rưng rưng. Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng, mau về mà chịu tan nàng đi thôi. Đêm qua nàng đã chết rồi, nghẹn ngào tôi khóc quả tôi yêu nàng. Hồn trinh còn ở trần gian, nhập vào bướm trắng mà sáng bên này. Cho tôi kề cận đêm ngày vuốt ve, tâm sự tràn đầy niềm thương. Thank you.
thương. Cứ chiều chiều nàng ra bờ sông giặt áo. Ra bờ sông như hẹn lứa đôi, mang áo phơi cho anh nhìn. Mà tình em mong người ơi, sao nước trôi xuôi dòng sông ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây đêm cao trầu nhờ người sẽ duyên tình ta. Em chớ lo thêm buồn, anh đã thưa cùng mẹ cha. Chuyện chúng ta muôn đời như nước trên dòng, đừng chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi bảo: thằng Tâm nó có cái tánh cọc cằn, sợ sau này con Hồng về bị nó ăn hiếp, nên bà cứ dùng dằn mà chưa chịu cho hai đứa cùng nhau nên nghĩa châu trần. Làng xóm bàn tới bàn lui, anh buồn thiệt là buồn. Từ cái bữa nhà anh qua dạm hỏi, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi gạt áo ở bờ sông. Hôm có lệnh tòng quân, sao nóng cho em biết? Anh chỉ sợ cái lắc đầu và một tiếng không, rồi mình cứ ngỡ mong nói chuyện lòng vòng, chỉ gợi buồn cho người đi kẻ ở. Mình chưa hẹn, anh sửa cái tánh cọc cằn để mẹ quý em yêu. Đêm qua bà Cần Thơ, anh nhìn theo con nước lớn. Có dòng nước nào về chợ mới để thăm em? Ơi dòng sông mang nước đi nơi nào? Có về quê em nhớ thăm đôi điều rằng trời xa
dường như anh thấy chiếc áo nàng phơi, dòng sông chợ mới người ơi, thương nhớ nhiều dù chưa hẹn trầu cao. Rồi hôm gặp anh hai ảnh bảo anh bây giờ là thương si, tánh nết hiền lành được đồng đội thương dân quý. Nghe nói chưa tròn câu chiếc ngoái trầu trên tay mẹ ngừng lại, nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng vui cười. Vợ đi bộ đội thằng tâm nay đã nên người, nếu nó chưa có nơi nào gá nghĩa, mai mốt nó về mẹ làm đám cưới cho con. Em vội chạy ra sau hai bàn tay ôm mặt, nước mắt thương chờ chảy mãi giữa lòng son. Chợ mới đón anh đón người rẫy mơ, còn buồn không anh sao chẳng thấy anh về. Tuy có buồn nhưng anh không dám giận, bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh phúc của con. Lỡ một lần xé duyên không phải bên là trọn đời chịu khổ mà thôi. Anh chưa về vì biên cương còn bóng giặc, chứ nhớ em nhiều nhớ chợ mới thủy chung, nhớ mẹ hiền nhưng lòng khang khai, nhớ bên sông xưa em giặt áo buổi trưa hè. Tết này em sẽ ra thăm anh ngoài ấy, mẹ đã bằng lòng em không còn sợ mất anh. Hơn 50 năm chợ mình vẫn là chợ mới, chỉ sao năm chờ có lâu lắm không em. Ôi giời ơi, hay quá. Ok, ngon lành. Gió lung lay. Gió lung lay à? Đang là chim hồng sa nè. Nói gì cái cây. À, hôm nay được trở lại gặp chị Hồng Sa với anh Đặng Ngọc Văn, bạn của mình. Thì được gặp lại tại ngôi nhà lá của Phước, nhưng mà không tiếp, không qua trong nhà, đi ra ngoài sân tiếp chơi vậy. Ở trong nhà không thèm tiếp rồi. Ở trong nhà không thèm tiếp, ra ngoài này ngồi chơi vậy đó. Khung cảnh hữu tình. Thôi mong gì. Để không hổng nói mà mốt vớ nha. Mà mốt vô là mở cửa cho vô, mở cửa cho vô nhà. Mà giờ cho vô nhà, nhưng không cho vô nhà. Không, giờ nó hứa là nó cho vô nhà vậy. Nhưng mà cho ra cũng phải ra ngoài hè vậy đó. Cái số ơi, cái số nó vậy rồi, cái số nó vậy rồi. Mong mà mọi người ủng hộ cho chị Hồng Sa, ủng hộ cho kênh của Đặng Ngọc Văn. Nhất là ủng hộ cho Phước nha. Phước dễ thương vậy. Cảm ơn. Phước dễ thương vậy. Mà không ủng hộ là không được à.